Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta chỉnh sửa cắt ghép một đoạn video. Bây giờ chúng ta sẽ cần một đoạn video gốc. Đầu tiên chúng ta sẽ vào một clip pin này. Chúng ta sẽ ép cái đoạn video của chúng ta vào trong phần mềm. Đây, bây giờ tôi có một cái video này. Đó. Khi chúng ta lại ép được video chúng ta vào trong phần mềm, bây giờ chúng ta muốn chỉnh sửa nó thì chúng ta sẽ kéo cái đoạn video này chúng ta vào thanh công cụ chỉnh sửa bên dưới đó, thì nó sẽ hiện lên cái file của chúng ta ở đây và cái màn hình để chiếu video nó sẽ hiện ở đây đó. Và video này thì hiện đang là kích thước màn hình đang là 1280 x 720. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh sửa đoạn video. Chúng ta có thể đưa vào thanh trượt này để chúng ta làm cho nó to đoạn video ra, làm cho nhỏ đoạn video lại để cho chúng ta dễ chỉnh sửa. Bây giờ thì tôi sẽ làm cho nó to lên đi. Đó, bắt đầu chúng ta sẽ chỉnh sửa video. Bây giờ tôi muốn cắt bỏ cái phần đoạn con heo này đi, thì bây giờ tôi sẽ phóng to lên đó, tôi sẽ rêu chuột này đến con gà này đó, bắt đầu tôi sẽ bấm tắt vào đây đó. Rồi bắt đầu tôi sẽ bấm cho nó chạy tiếp đó. Bây giờ ấy, đến cuối của đoạn con heo này tôi sẽ cắt bỏ tiếp. Đó, bây giờ tôi sẽ cắt bỏ đi. Đó, rồi cái đoạn clip heo này tôi đã tách ra riêng rồi đây. Bắt đầu tôi sẽ xóa cái phần này đi. Rồi tôi sẽ nối hai cái đoạn video này lại với nhau. Bây giờ chúng ta xem lại nhé. Ok, đó. Thì bây giờ tôi muốn thêm cái hiệu ứng để cho nó giữa hai đoạn video nó chuyển đổi với nhau, nó tạo ra hiệu ứng cho nó đẹp, thì tôi sẽ vào mục transition này, tôi sẽ chọn một cái hiệu ứng. Đây, tôi chọn hiệu ứng này, thì tôi sẽ cầm hiệu ứng này, tôi sẽ kéo cho nó vào cái khớp nối của giữa hai video với nhau. Bây giờ chúng ta xem lại nhé. Đó, ok, các bạn thấy nó chuyển đổi video chưa? Rồi, chúng ta xem lại này. Đó, nó chuyển đổi video. Do là cầm tay xe này nó hơi chậm nên là các bạn thấy nó hơi bị giật. Mà khi các bạn xuất ra thì nó sẽ hiệu ứng nó sẽ chạy liên tục với nhau. Tiếp theo, đấy, mình lại xem tiếp vụ đến đoạn nào mình muốn cắt. Thì mình sẽ cắt bỏ nó đi. Đó, bây giờ tôi muốn cắt đoạn tăng mùa đi. Thì bây giờ tôi bắt đầu lại kéo thanh trượt này đến đây, tôi lại tách nó ra đó. Tôi muốn tách cái đoạn này ra đấy, thì tôi bắt đầu lại kéo lên này đấy, tôi sẽ cắt bỏ nó đi đấy, tôi nối lại với nhau đó. Rồi tôi thêm hiệu ứng vào giữa hai đoạn video. Ok, chúng ta xem. Rồi, ok. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tắt cái nhạc. Tôi xóa đoạn này, tôi lấy đoạn này rồi. Bây giờ tôi muốn thay cái nhạc cho cái video này, thì tôi sẽ xóa cái nhạc này đi. Đấy. Thì tôi sẽ vào cái audio này và tôi sẽ bấm nút này, nó sẽ xóa toàn bộ âm thanh cũ của video đi. Đó. Và tôi có thể tôi chèn thêm cái đoạn âm thanh mới. Thì tôi giờ tôi muốn thêm cái đoạn âm thanh mới thì tôi sẽ ép âm thanh của chúng ta vào. Đó. Và tôi kéo âm thanh chúng ta. Đấy, ok, bắt đầu chúng ta nghe. Đó, âm thanh mới chúng ta.
Ok. Bây giờ tôi sẽ cắt bỏ cái phần nhạc dư này đi. Tôi sẽ cho nó nhỏ đều lại. Đó. Bây giờ tôi muốn thêm cái logo của nó vào đi. Logo vào. Chèn thêm cái logo vào đây. Chèn logo sang logo. Ok. Ok, vậy là chúng ta đã chèn xong cái logo vào trong cái video. Rồi, ok. Công việc rất là đơn giản. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.